Dựa khen chê so với mùa 1, Alice in Borderland mùa 2 vẫn lập kỷ lục mới trên Netflix. Mùa 2 của Alice in Borderland, Thế giới không lối thoát, đã trở thành loạt phim không phải tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix trong một tuần. Netflix đã xác nhận điều này vào thứ tư vừa qua. Sau bao ngóng đợi, mùa 2 của Alice in Borderland, Thế giới không lối thoát, đã lên sóng vào ngày 22 tháng 12 trên Netflix. Chỉ vài ngày sau khi công chiếu, bộ phim viễn tưởng kinh dị xoay quanh những trò chơi sinh tồn khắc nghiệt này đã thu về 61,2 triệu giờ xem. Bên cạnh đó, khi mùa 2 lên sóng, mùa 1 cũng gây sốt trở lại. Nhiều người xem lại mùa 1 để cập nhật bộ nhớ trước khi nhảy vào mùa 2, nhưng cũng có không ít người lần đầu tiên đến với thế giới sinh tồn này. Số người xem này đã góp thêm vào tổng thời lượng khoảng 80 triệu giờ xem đầy ấn tượng của Alice in Borderland. Thu hút người xem trên toàn thế giới, mùa 2 của Alice in Borderland đã trở thành loạt phim không phải tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix trong một tuần. Netflix đã xác nhận điều này vào thứ tư vừa qua. Alice in Borderland 2 cũng lọt vào danh sách top 10 series tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn như Nhật, Mỹ, Pháp, Brazil và Canada. Đáng nể, bộ phim chiếm vị trí số 1 tại 9 quốc gia. Tiếp nối những gì còn dở dang của mùa 1, mùa 2 của Alice in Borderland tiếp tục theo chân Arisu Yamazaki Kento khám phá ra những trò chơi sinh tồn mới cũng như bí ẩn đằng sau. Vùng đất kỳ lạ này. Khác biệt với những trò chơi ở mùa 1, những trò chơi sinh tồn ở mùa 2 được thiết kế bởi những người được gọi là cư dân của Borderland. Chỉ một điểm duy nhất không thay đổi, nếu thua cái giá phải trả là chính mạng sống của mình. Liệu Arisu có một lần nữa chiến thắng tất cả các trò chơi, vượt qua những lần danh sinh tử, phá đảo Borderland và thành công trở về được thế giới thực với mục tiêu sống mới? Alice in Borderland gồm hai mùa phim đều có đầy đủ các tập phim trên Netflix.